Chào mấy Thánh, sáng nay em bị chồng em gọi điện đến mấy chị. Sáng nay chồng em bảo là thế tháng sau là cấy bầu chưa? Em kể cho mấy chị nghe. Em uống hai cái hộp viên bổ bầu này rồi. Các chị hiểu không? Đã uống hai hộp này 2 tháng rồi. Nhưng mà vẫn nhậu, trường kỳ kháng chiến. Mấy bà có bầu ấy, các bà thèm gì các bà ăn đó cho tôi. Nhưng mà hạn chế ăn tinh bột quá nhiều. Ăn tinh bột nhiều nó vào người, thay nó như kiểu một cái thù lưu. Khi có bầu, mình ăn nhiều cũng được. Nhưng mà tập trung ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều hải sản, ăn nhiều thịt cá, ăn nhiều trứng và uống sữa. Có bầu á, các bà đừng có vô tội vạ nốc cơm, nốc lẩu, mì xào. Xin là người như một cái thây lợn. Mình là biết mình ăn cái gì. Sáng giờ tôi chạy 45 phút tại chạy bộ. Giờ tôi ăn cái bánh mì. Xin là tháng sau mình lấy trứng chuyển phôi. Tại vì tháng sau là có lịch đi du lịch Pháp, nên là sẽ không ăn nhiều. Đó. Đi du lịch mà theo tour là có ai nhậu với mình đâu. Đi du lịch với bạn bè mới có người nhậu với mình. Đi tour là không có ai nhậu. Mấy bà hiểu không? Các bà thấy tôi mặc cái áo gì không? Từng chọc tao. Đó. Bà mẹ mục này. Khi có bầu á, khi có bầu là phụ nữ người ta hay bị thay đổi nội tiết tố. Người ta hay xì chét như mấy má. Mấy má đừng mà có dây vào mấy bà bầu. Mấy bà bầu người ta nóng nảy, người ta có chửi một vài câu thì cũng bỏ qua cho người ta. Nhiều khi người ta xì chét quá. Ôi dồi ôi, đi ra đây cho nhìn thấy không má ơi. Tránh không nhìn bà để cho mẹ rồi má ơi. Anh kia hai vợ chồng khổ ghê à. Đấy, đã bảo chưa, đi ba mẹ vào ghế rồi. Có bầu á, mấy bà uống cái viên này thôi. Ngày xưa á, em bầu con Kiến, em chỉ uống viên này. Viên này này là viên bầu Continental. Tất cả những cái bác sĩ về sản khoa tại Mỹ đều khuyên bà bầu uống cái này. Công dụng của cái này nhá, là ngăn ngừa chống dị tật ống thần kinh gây ra ở cái vỏ hộp sọ của trẻ. Đó. Nói chung là với cả mình không, mình uống cái này chống dị tật thần kinh ở trẻ. Chống dị tật ống thần kinh. Ống thần kinh là những cái ở bên trong não này này. Đó. Cái thứ hai này này, bản thân của sản phẩm này nó giúp chống sự oxy hóa, bảo vệ mô, giúp phát triển tế bào thần kinh thai nhi, là giúp não của trẻ phát triển, giúp hỗ trợ trí nhớ, phát triển trí não của thai nhi và trẻ sơ sinh. Khi mà có bầu, các chị cần phải sử dụng những dòng sản phẩm để cung cấp cho trẻ, vào trẻ là chủ yếu. Và sản phẩm này không vô mẹ, nên những mẹ nào uống cái viên này sẽ không bị mập. Đó. Cái sản phẩm này là của Mỹ, nó sẽ nuôi dưỡng và phát triển trí não và võng mạc mắt cho trẻ. Đó. Nó sẽ giúp thoát vị não, màng não và đốt sống cho trẻ để phát triển cái chiều cao. Đó. Đặc biệt nha, mấy mẹ phải tìm hiểu cái sản phẩm này này. Vì cái này là em đã sử dụng từ ngày khi có bầu con Kiến. Sản phẩm này nó giúp giảm nguy cơ con bị dị tật não hay tủy sống nha. Sẽ giảm nguy cơ con sẽ mắc những chứng bệnh về dị tật não và tủy sống. Đặc biệt sản phẩm này này thúc đẩy tăng trưởng tế bào của não, thính giác, thị giác của thai nhi, cũng như là sẽ tăng cường hệ miễn dịch của thai nhi nha. Nên khi chúng ta có bầu, chúng ta phải cung cấp đủ những chất dinh dưỡng để cho thai nhi bên trong vừa khỏe. Khi thai nhi khỏe nó mới kháng được những cái vấn đề. Ví dụ như đôi khi bà mẹ mang thai, chạy ngoài đường mưa rào Sài Gòn, nó rào một cái là về người mẹ phải tắm nước nóng liền. Mấy bà mẹ có bầu nhớ này, khi vô tình mình bị dính nước mưa, tuyệt đối không để nước mưa ấy ướt tóc mà phải về tắm liền nước nóng nha. Tuyệt đối không để nhiễm lạnh. Đó, khi mà thai nhi mà khỏe thì nó sẽ tự kháng được. Ok chưa? Sản phẩm này cung cấp lượng DHA cần thiết cho sự phát triển hình thành não bộ của trẻ.
nó bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất thiết yếu cho mẹ trong quá trình mang thai. Có nhiều người hỏi em rằng là khi sản phẩm bầu này thì mọi người có cần uống thêm canxi và sắt hay không? Thì em chỉ khẳng định là đa phần các mẹ bầu đã uống một viên này một ngày thì không cần phải uống thêm sắt hay uống thêm canxi ít nhất trong 3 tháng đầu tiên thai kỳ. Bởi vì trong cái viên này này, hàm lượng sắt của nó lên tới 27mg. Mà các chị có thể tìm hiểu y học, mỗi một cơ thể con người mỗi một ngày chỉ cần nạp 28mg sắt, thì trong viên này nó đã có 27mg. Một hộp này 750.000 nha, một hộp này 750.000, và nó đã có luôn cái lượng hàm lượng canxi của nó. Hàm lượng canxi của nó là 150mg, chiếm 12%. Magie của nó là 45mg, kẽm của nó là 11mg, omega 3 là 260mg, omega 3 dòng acid DHA là 200mg, omega EPA là 60mg. Cái hàm lượng của omega của DHA là vào não bộ lên tận 200mg, là hàm lượng cực cao nha. Nên là mấy người nhớ này, khi mình sử dụng dòng sản phẩm bầu này, các chị hoàn toàn an tâm là con các chị đầy đủ dưỡng chất, trừ những chị nào mà ăn uống quá kém nên mình chưa đủ canxi. Thì sau này Phương ơi kêu mang một lọ canxi úp xuống cho chị, canxi cho bà bầu xuống cho chị. Phương ơi nói vô bảo chúng nó mang một hộp canxi bà bầu xuống chị. Thì hôm nay em đang ngồi mà còn muốn đâu, cái viên này này nó sẽ giúp cung cấp lượng vitamin tổng hợp cho mẹ trong quá trình mang thai, giúp bồi bổ sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng cho thai phụ, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường trí nhớ, nhận thức và hoạt động hàng ngày của trẻ sơ sinh cũng như trẻ nhỏ. Nên đó là sao? Tại sao sản phẩm này có omega cho người lớn liên dương? Tại sao sản phẩm này nó lại có một cái công năng là tăng cường trí nhớ, nhận thức, hoạt động hàng ngày của trẻ sơ sinh cũng như trẻ nhỏ? Vì khi các chị uống xong cái hộp bầu này mà các chị đẻ thì các chị còn dư, các chị vẫn uống được mỗi ngày một viên, nó sẽ bổ sung trực tiếp vào sữa mẹ đó, bổ sung sắt cho mẹ, bổ sung phát triển xương một cách hoàn toàn là tuyệt đối an toàn. Cách dùng của cái này mỗi ngày một viên sau bữa ăn, và các mẹ nên uống nó vào cố định 1 giờ đó, và các mẹ cần uống nhiều nước trong ngày. Và cái này các mẹ nên ra đây với tôi, đây chồng em ơi chị, đó ngồi xuống đây với tôi, ngồi đây với tôi, ngồi đây, đây là chồng em, thì hai đứa chúng mình đẻ con trai hay con gái nói tôi nghe nào, ông đi trẻ con trai con gái đó. Mọi người nên để cái này ở ngăn mát tủ lạnh nha, nên để cái này ngăn mát tủ lạnh đó. Trong quá trình mang bầu các chị chỉ cần uống một viên này một ngày. Còn khi nào kêu nó mang một hộp sắt nữa, khi nào mà bác sĩ đi, các chị đi thử máu, xét nghiệm máu hay độ mờ da gáy hay tầm soát mà bác sĩ nói rằng hàm lượng sắt và canxi của các chị bị thiếu, lúc đó các chị mới mua thêm sắt và canxi. Bởi vì viên bầu này là the best, viên bầu này là số 1, hàm lượng của nó là 200mg DHA. Đặc biệt trong viên này nó có acid folic, cái hàm lượng của acid folic của nó là 800mg acid folic, là chống dị tật ống thần kinh nha. Hàm lượng cầm cho vợ để vợ chụp cho chồng một bức hình. Có omega 3 cho trẻ, có bạn cầm lên nào, hai vợ chồng mình nào, hai vợ chồng em với chị về chưa nào, cầm đây, hai vợ chồng em nha mấy chị, đã nhìn ống kính này, đây đây, nhìn đây. Con gái á. Cái gì? Con gái á, đẻ rồi. Xuân Lan đây, có DHA omega cho trẻ. Bạn nhắn tin cho mình sẽ tư vấn kỹ. Lúc này mình đang tư vấn bầu cho các bạn. Nên là viên bầu này các chị mua hàng nhắn tin vào Zalo, hai số điện thoại 1093636 8581 hoặc 0905644699. Và sản phẩm này nhà em là bán hàng sách tay Mỹ chuẩn. Quay nhà em là bún đậu khô khàn, hoặc quay kiến lửa, hoặc quay
Trang khả nên hôm nay đang ngồi ở quán. Nên là các chị hiểu không? Em đang ngồi tại quán. Ngồi tại quán là gọi mình ăn uống ấy mà. Mình nhiều chuyện đấy mà các chị. Khổ ghê vậy đó. Chứ không phải là hôm nay ra tiệm là để mình ăn ăn tối. Nhưng mà đấy khi mà các chị mà đẻ xong á, mà các chị vẫn còn dư 1-2 ăn không? Ăn cầm một cái ăn đi cho vợ. Đó. Khi nào á mà các chị uống xong mà các chị còn dư một, dư bao nhiêu viên thì các chị cứ uống mỗi thứ một viên một ngày. Cái hãng này này là nó có cái hộp y chang của hãng này mà nó là Pop Metal. Cái hộp này là hộp vitamin sau khi đẻ. Sau khi đẻ các chị sẽ bổ sung Pop Metal. Đó là dòng sản phẩm dành cho mẹ bầu sau sinh nha. Đấy, mình để điện thoại ra đây. Dành cho mẹ bầu sau sinh chúng ta sẽ uống là cái viên này. Viên bầu Pop Metal này á là cái viên viên sau bầu, nó sẽ giúp cơ thể người mẹ phục hồi nhanh hơn sau sinh và bổ sung các cái chất thiếu hụt sau sinh. Bởi vì không phải mẹ bầu nào sau khi sinh các mẹ cũng ăn uống được nhiều, và đôi khi các mẹ ăn uống được nhiều nó cũng chưa thể nào giúp cho các mẹ mà gọi là có thể là đầy đủ chất vào sữa. Nên đây chính là sự lựa chọn số 1 cho những mẹ sau sinh. Đó, nó sẽ bổ sung nhiều vi chất dưỡng cho bà mẹ đang cho con bú. Nó sẽ giúp tăng cái lượng sữa của mẹ, tăng cường chất dinh dưỡng trong sữa để tiết ra sữa, để cung cấp vitamin và khoáng chất cho trẻ. Cái viên này này nó sẽ giúp cho mẹ, mẹ bầu á là sẽ, cái mẹ mẹ bỉm ấy là cung cấp trực tiếp vào cái sữa mẹ để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa thiếu gì em, thiếu sắt á. Thiếu sắt bên chị có viên sắt của Mỹ nha em. Cái viên này này nó sẽ tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cho những bà bầu sau sinh bị thiếu máu, hỗ trợ phát triển xương khớp và giúp tăng chiều cao cho trẻ. Tại sao em lại nói như vậy? Khi trẻ sơ sinh từ 0 tháng, từ đẻ ra đến 6 tháng, trẻ sẽ không sử dụng canxi. Không sử dụng canxi trực tiếp, trẻ chỉ sử dụng cái là cái vitamin D3 rõ trực tiếp vào miệng trẻ hoặc rõ vào sữa mẹ để cùng uống. Chứ cháu trẻ con nhỏ từ sơ sinh đến 6 tháng sẽ không sử dụng canxi. Thì chính dòng sản phẩm này là giúp mẹ bầu sau sinh bổ sung canxi sắt vào sữa mẹ cho trẻ. Đây là sản phẩm không thể thiếu cho mẹ. Và cái hộp này ấy, ngày xưa hộp này là có hộp lớn thì hãng nó đã không sản xuất hộp lớn rồi mấy chị. Cái hộp này bây giờ 60 viên là 720 ngàn, 60 viên là 720 ngàn. Và sản phẩm này nó không có thuốc nhuộm như mấy chị nha. Sản phẩm này nó không có thuốc nhuộm như mấy chị. Đó, sản phẩm này nó có thành phần DHA, AHA. Đó, cái này này nó có DHA, acid folic, sắt, canxi, vitamin D3 và vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin D, magie và kẽm. Cái này cũng uống một ngày một viên sau bữa ăn. Đó, khi mà các chị thiếu sắt á, khi mà các chị đi khám thai mà bác sĩ bảo các chị thiếu sắt, thiếu sắt là các chị phải thử máu mới biết mình thiếu sắt thật sự hay không. Còn cái chuyện siêu âm thì không thể biết được các chị thiếu sắt hay không đâu. Đây là viên sắt của Mỹ nha. Chỉ có khi các chị làm những cái biện pháp phân tích máu mới biết mình thiếu sắt hay canxi. Chứ nếu mà chỉ siêu âm bình thường thì không thể biết được đâu. Và cái sản phẩm này ấy, cái hộp gói hộp sắt này này là 90 viên, một ngày một viên. Hộp này là 90 viên giá 420 ngàn. Dạ Hương Bóng ơi, bên em có sản phẩm Cholesterol để điều trị mỡ máu. Nhân viên nhắn tin tư vấn chị Hương Bóng dùng chị. Cái viên sắt này này 90 viên nha mấy chị. Viên sắt này 90 viên. Nó sẽ bổ sung sắt, phòng ngừa cho người bị thiếu sắt, thiếu máu do thiếu sắt. Nó cung cấp dưỡng chất cần thiết, tạo điều kiện để cơ thể chúng ta hấp thu và chuyển hóa sắt
được tốt hơn. Có nhiều người ăn nhiều mấy cái đồ mà chứa nhiều hàm lượng về sắt, nhưng mà cơ thể mình không phải là ai cũng có cái công năng chuyển hóa từ trong thực phẩm để mình tích tụ được cái lượng sắt cơ thể mình cần. Nên khi bà bầu mang bầu mà bị thiếu sắt thì đây là sản phẩm cực kỳ hiệu quả. Hàm lượng của nó là 28mg nhá. Nó sẽ duy trì hệ thống miễn dịch và các cơ bắp, giúp tế bào phát triển, hỗ trợ hoạt động của tim và dây thần kinh. Đó, nếu như mấy chị mà thiếu sắt, kể tại sao mà những người thiếu sắt, nhất là trẻ nhỏ, trẻ em mà bị thiếu sắt, nó sẽ bị còi cọc, suy dinh dưỡng. Đó, nên là gì? Các chị phải nhớ sắt là một trong những thành phần cực kỳ quan trọng, nhưng mà không nên uống quá nhiều trong một thời gian dài. Nó sẽ làm cho mình bị táo bón nha. Các chị nhớ chưa? Có chứ, liên dương omega cho người lớn có em. Omega cho người lớn có nha. Viên sắt này một ngày một viên nha mấy chị. Một ngày một viên. Khi bà bầu có nhu cầu uống về sắt thì sản phẩm này là sản phẩm số 1. Còn về canxi ấy, thì nhà em canxi nó sẽ có 3 dòng canxi. Canxi Mỹ, canxi Úc. Canxi Úc thì có 2 dòng sử dụng cho bà bầu. Đây, canxi Úc nhà em có 2 dòng này. Canxi Úc có 2 dòng này. Cái hộp này 250 viên. Bao nhiêu tiền em ơi? Xong ghi tiền. Cái hộp canxi này 100 viên là 520.000 thì nhớ rồi. Cái này 520.000 nhớ rồi. Cái này 250 viên là bao nhiêu tiền chị quên giá rồi. Đây là 2 dòng canxi phù hợp với bà bầu nha. Cái này là 2 dòng canxi phù hợp cho bà bầu này. Ok chưa? Canxi Úc này thì quá nổi tiếng rồi. Canxi Úc hộp tím này quá nổi tiếng. Em bán đến bây giờ là 4-5 năm rồi. Đó. Ok chưa mấy chị? Đầu tiên là em hướng dẫn cho chị ấy về cái hộp canxi này, Australian canxi và vitamin D3 của Úc. Cái này nó có 3 size. Size đầu tiên là 130 viên, giá 455.000. Size em đang cầm trên tay là 250 viên, giá 650.000. Và nhà em có cái size to hơn là 300 viên, 750.000. Cái công năng của otesin vitamin D3 này là nó đẩy nhanh quá trình hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe. Tại sao nó lại có công năng là đẩy nhanh quá trình hấp thụ canxi? Bởi vì nhiều khi chị này ăn cá đồng, ăn cua đồng, ăn trứng, uống sữa, nhưng nếu cơ thể các chị không có những chất ở trong hộp này, nó sẽ giúp mình hấp thụ canxi tốt hơn thì nó sẽ không hấp thụ được hết. Đó. Và cái viên này này nó hỗ trợ giảm chứng đau nhức xương, vận động khó khăn và loãng xương. Thì khi bà bầu mang thai bắt đầu từ tháng thứ 5 thai kỳ là bắt đầu trẻ nhỏ trong thai kỳ nó sẽ phát triển cái gióng chân và gióng tay. Nên thời điểm đó trẻ em khi mà mình mang thai tầm tháng thứ 4, tháng thứ 5 là lưng của chúng ta sẽ bắt đầu đoạn này này. Các chị sẽ thấy cảm giác đau đoạn này. Đó. Bị đau đoạn này, bị bải cái hông này. Bị bải cái hông. Thì lúc ý là cơ thể của chúng ta đang giúp hàm lượng canxi từ tủy sống để cung ứng vào thai nhi. Nên là khi các chị sử dụng canxi này sẽ giúp cơ thể của mình hấp thụ canxi tốt hơn và đưa vào cho con của mình trong bào thai. Cái này này nó sẽ hạn chế được nguy cơ viêm, bổ sung cho hệ thống xương của mình vững chắc. Đó, sản phẩm này nó còn có một công năng là giúp đẩy lùi bệnh đái tháo đường và những vấn đề liên quan đến tim mạch. Khi bà bầu mang thai, có rất nhiều bà bầu bị xảy ra tình trạng là bị tiểu đường khi mang thai. Nó là một trong những hiện tượng cực kỳ nguy hiểm. Nên khi bà bầu bắt đầu từ tháng thứ 3, từ tháng thứ 3, các bà bầu từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 chỉ cần uống một viên một ngày. Đó. Ví dụ như nha, người lớn và trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở lên mới sử dụng được hộp này. Nên gia đình các mẹ có bầu mà có con từ 12 tuổi trở lên thì mua hộp canxi này. Đó. Từ 12 tuổi trở lên. Đó, thì sẽ uống 2 viên mỗi ngày. Đó, còn phụ nữ mang thai 3 tháng rưỡi là tính từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 là 1 viên một ngày. Từ tháng thứ 6
đến tháng thứ 9 sẽ uống 2 viên một ngày. Có rất nhiều người bán canxi cho bà bầu, cứ khuyên bà bầu uống 2 viên canxi một ngày là chết. Chúng ta mang bầu là chúng ta cực kỳ nóng. Bản thân chúng ta đã thay đổi nhiệt nóng hơn người thường, cơ thể chúng ta nhiệt hơn. Chúng ta không nên uống quá nhiều canxi. Chúng ta chỉ cần 1 viên một ngày trong tháng thai kỳ, từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6. Từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9, các chị mới uống 2 viên một ngày nha. Nên là chúng ta, nếu như ngày nào chúng ta được chồng cho đi ăn hào, tôm, ghẹ, ốc, thì các chị chỉ cần uống 1 viên một ngày, kể cả là cuối thai kỳ. Đó. Cái này này, nó còn có thành phần vitamin D3 giúp hấp thụ canxi một cách nhanh nhất. Thì canxi các chị phải uống trước 10 giờ, trước 10 giờ sáng. Nên sáng ngày ra nếu như đang có bầu, tháng thứ 1 đến tháng thứ 3 uống buổi sáng một ngày một viên. Thì sau sáng thứ 3, sau cái tháng thứ 3, từ sáng đến 10 giờ sáng, các chị cứ uống viên canxi cho em. Ăn sáng uống viên canxi, uống nhiều nước cho nó tan. Sau đó ăn trưa sẽ uống viên này. Vì viên này nó là viên nang gen. Nên là chị nào á mà trước khi có bầu nên uống cái viên này trước một tháng. Tại sao hộp này nó lại là 150 viên? Bởi vì hai hộp này là 300 viên thì là 10 tháng. Đó, một hộp này là sẽ uống 5 tháng, hai hộp uống 10 tháng. Tại sao nhãn hàng người ta lại sản xuất như vậy? Bởi vì người ta sẽ tính là, một là các chị uống trước bầu 1 tháng, hai là sau khi đẻ xong vẫn uống được mỗi ngày một viên. Đó. Nên là các chị bổ sung cái viên bầu này là chỉ có đỉnh cao và xuất sắc. Và tuyệt đối viên bầu này nó sẽ không bị táo bón. Có nhiều người hỏi em là Trang có bán viên Menevit không? Nhà em có bán viên Menevit, nhưng mà hàm lượng viên Menevit nó bằng hàm lượng cái viên Prenatal, mà giá thành nó lại cao hơn. Báo giá cho chị viên Menevit em ơi. Nên chị nào muốn lấy Menevit thì bên em vẫn có Menevit để bán cho các chị. Báo cho chị giá Menevit là một hộp của nó bao nhiêu viên chị quên rồi. Elevit, Menevit là bổ sung cho trai, cho đàn ông trước khi có bầu. Khi đàn ông chuẩn bị thả tinh trùng cho người phụ nữ có bầu thì sẽ uống Menevit một hộp 60 viên và có hộp 90 viên. Còn đâu là nhà em có tinh chất hào để cho người đàn ông uống trước khi mà xuất tinh, thả bầu. Nhà em có tinh chất hào 435.000 một hộp 60 viên và có cả Menevit. Còn bà bầu uống Elevit thì hàm lượng nó bằng cái viên này, nhưng mà giá của nó là 1.250.000 100 viên nha. Elevit của Úc nhà em có luôn, 1.250.000 100 viên. Nên khi các chị mang bầu thì các chị nên uống cái này trước 1 tháng, uống trước 30 ngày rồi cho nó tiết kiệm. Cái này là em đang tư vấn cho những chị nào cần tiết kiệm để trước khi có bầu. Vì giống như em này, em uống cái viên bổ bầu Blackmore Gold Contiview này này, thì cái này em uống 2 tháng. Nhưng đấy là em lớn tuổi. Tại sao người ta lại, sẽ có nhiều người thắc mắc là Trang tư vấn cho mọi người uống trước khi có bầu hộp này, mà tại sao Trang lại vẫn tư vấn mọi người uống cái viên này trước khi có bầu? Thì hai viên này cái nào sẽ nhỉnh hơn? Thì em xin thưa, Viên Gold Continue này nó nhỉnh hơn công năng với cái này. Viên Continue này nó sẽ bổ sung chỉ vào quả trứng thôi. Cái hộp này uống chỉ bổ sung vào quả trứng cho mình, nó không bổ sung vào cái cơ thể bà bầu. Cái viên này này, nó là một hộp 56 viên, là 28 cặp nang. Nên cái viên này này, mọi người biết là công dụng của nó, công dụng của nó đẩy nhanh quá trình bà bầu ấy. Mà uống cái này này, viên này này, mọi người biết không, thì nó chỉ bổ sung vào quả trứng của mình thôi. Đó, viên này nó chỉ bổ sung vào quả trứng. Nên cái trứng của mình, với những người lớn tuổi như em, với những bạn nào mà gọi là gì ta, mình khó đậu bầu, khó, thì là chúng ta sẽ uống cái viên này, là nó chỉ uống trong 28 ngày. Đó, để em nói chị nghe này.
cái viên này này, khi mà những người nào mà lớn tuổi, khả năng đầu thai thấp mà chúng ta muốn bổ sung vào quả trứng, có nghĩa là mình xác định cái viên này này là mình xác định, ví dụ như em là xác định tháng sau em đi lấy trứng đó, tháng sau em đi lấy trứng để em cấy là em uống viên này nha. Vô đi chị, ví dụ như mấy chị mà có 20, 21 chịch cái trưởng thì cần gì uống viên này, nhưng mà người già như em lớn tuổi rồi, các chị hiểu không, những cái người lớn tuổi và khó có bầu á, người ta sẽ sử dụng cái này nha. Cái viên dưỡng bầu này, công dụng của nó nha, công dụng của nó, cái viên dưỡng bầu này công dụng của nó là cung cấp vào cho quả trứng. Với những người mà gọi là lớn tuổi như em đó, khổ ghê vậy đó. Em ghi mấy bình luận của viên này cho mấy chị này. Cái viên này này nó sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ đấy, cho mẹ trước khi mang bầu. Các chị hiểu không? Đó, khi các chị uống cái viên này thì cung cấp dưỡng chất cần thiết và quan trọng cho các mẹ trước khi giai đoạn mang thai, giúp các mẹ có một cái quả trứng đỉnh cao đấy, tăng cường phụ nữ tiền thai, thúc đẩy quá trình thụ thai một cách tự nhiên và kết quả tốt đó. Tại sao em lại bảo với chị là chị nào mà định đi cấy như em này, đi cấy là các chị biết ngày nào các chị, ví dụ các chị trịch tự nhiên, các chị tự rơi trứng, các chị tự mà không biết ngày nào nó đậu thì các chị uống cái viên này duy trì. Chị nào có ý định là trong năm nay có bầu, chị nào có ý định là vừa chơi vừa xếp hình mà các chị chưa biết là ngày nào là các chị có bầu, người ta gọi là gì, ông trời cho đậu ngày nào ta đậu ngày đó ấy, thì chúng ta cứ uống cái này cho em. Còn ví dụ như em là cái người xác định tháng sau em sẽ cấy là em hút quả trứng em ra, đau chết mẹ luôn, chọc. Khi nào mà cái ngày thứ hai của chu kỳ kinh nguyệt, em sẽ phải đến bác sĩ tiêm vào trong người em một cái hợp chất để kích trứng, thì trước khi tiêm cái hợp chất kích trứng đấy để hút trứng ra là em phải uống cái này trước một tháng. Đó là lý do vì sao em uống cái hộp này 2 tháng nay. Vì em lớn tuổi, em hay nhậu và em xác định là em đi cấy bầu thì em uống cái này sớm. Còn ví dụ như chị chắc chắn là chị mẩy tháng sau chị có bầu, chị muốn là tháng sau chị thả thì chị uống cái này sẽ uống tính như này. Tháng này mình bắt đầu có kinh ngày đầu tiên là mình bắt đầu uống cặp này nha. Các chị nhớ, khi mình có kinh ngày đầu tiên là mình đã nên uống cái viên này rồi. Bởi vì trong 15 ngày trước khi mình rụng trứng là cái viên này nó đã hấp thụ vào trong quả trứng của mình. Thì khi ông chồng ông bắn cái bùng thì là quả trứng nó đã tốt rồi, thì mình mới đậu thai, mình có một cái phôi thai tốt. Như em là em uống trước để em hút quả trứng ra. Thì viên bổ trứng này này 650.000 một hộp, 28 viên đó. Còn nếu những chị nào mà mình rong chơi không sợ mưa rơi, ngày nào ông trời cho mình chữa thì mình chữa, thì mình cứ uống cái này duy trì một viên một ngày. Hộp này là 750.000, uống được 5 tháng. Các bà cứ rong chơi cuộc đời, cứ mỗi ngày một viên. Khi nào bầu cái bụt thì các bà vẫn uống duy trì được vào viên bầu. Vì cái này nó vào cơ thể mẹ đều đặn các chất. Sau khi nào mình có bầu thì nó sẽ vào thai nhi. Cái viên này cực kỳ hiệu quả. Các bà nào á, mua thì inbox cho em. Còn em á, là tháng sau là em đi hút rồi, em đi hút trứng rồi. Sáng nay chồng em chửi em rồi, bảo là nhậu cái quầm què thì mình nhậu của ai. Trời mẹ thần tiên địa. Trời ơi, tôi hỏi mấy bà, cái gì chị ơi, thành mình gì chị? À, thì dĩ nhiên là trong thành phần của cái viên uống này nó sẽ là chất khoáng, dầu cá tự nhiên, có omega, có vitamin E, có Q10, vitamin D3, có iốt, có acid folic, có vitamin nhóm B, vitamin C sắt kém,
nói chung là cái viên này hàm lượng của nó đờ xem cái viên này, nhưng mà nó sẽ tăng, nó chỉ cái viên này nó chỉ vào quả trứng thôi, chỉ vào quả trứng thôi, còn cái viên này nó vào cơ thể người mẹ để đầy đủ chất trước khi mình đầu thai. Khi nào mình có bầu thì nó sẽ chuyển hóa hấp thụ vào người mẹ để đẩy vào cái nhau thai nuôi con của mình. Đó, ăn cái bánh mì xong rồi thấy cuộc đời là oi khói. Mấy bà nào á mà làm trong ngân hàng á, ngồi điều hòa máy lạnh nhiều là phải mua cái chai này mà xịt. Nhưng mà là mà size lớn nha. 375.000. Cái chai này 375.000. 375.000 một chai. Cái này hàng của Pháp nha. Của nó là 300ml. Hàng Pháp như mấy bà Etcetera đủ 375.000. Đó. Và khi các chị có bầu thì các chị nên uống bổ sung thêm sữa bầu. Với những chị nào bị nghén thì nên bổ sung thêm sữa bầu. Hộp sữa bầu này nó có 3 vị. Vị đầu tiên là vị cà phê. Đây còn vị nữa, để tôi lấy cho mấy bà coi, tôi để đây này. Đó. Cái này nó có vị nữa là vị vani và vị trà xanh. Bà nào mà trước khi có bầu mà bị nghiện trà sữa ấy, thì các chị uống cái sữa bầu này. Cái sữa bầu này Morinaga của Nhật. Để hôm nào Facebook tôi mở lại, nó có đăng cái bài mà tôi mua một vali sữa bầu. Úi dồi, các bà mới biết tôi hú hồn. Em nhờ vợ thằng Khôi ngày xưa làm tiếp viên hàng không mua cho em sữa bầu này. Một cái hộp này nó, cái này hơi đắt nha mấy chị. Một hộp này 12 gói. Một hộp này 12 gói. Giá là 340.000 nha, cái này giá 340.000. Đó, khổ lắm, cái này không rẻ nha. Cái này không rẻ. Nên chị nào mà uống cái sữa bầu này này, đó là các chị nhớ giùm em. Đó, sữa bầu này Moniaga, công dụng của nó bổ sung lượng, chào chị, bổ sung lượng và chất xơ và thành phần quan trọng giúp phát triển hệ vi sinh đường ruột của mẹ và bé, hạn chế tình trạng táo bón của mẹ bầu, đảm bảo sự phát triển của thai nhi. Hàm lượng canxi trong cái hộp này rất là cao. Hàm lượng canxi trong sữa bầu rất cao, giúp cho cái thành phần mà tạo lên cấu trúc xương trong thai kỳ của trẻ, nó sẽ giúp cho trẻ chắc xương. Đó. Với bà bầu nào á, mà ăn không được trong 3 tháng đầu mà bị nghén á, thì khuyên này, lời khuyên từ Trang là nên mua một trong 2 vị này. Cái vị trà xanh này nó dành cho những cái chị nào mà thích uống trà sữa trân châu. Đó, còn đâu vị vani và vị cà phê là 2 vị dễ uống nhất. Đó. Khi uống sữa bầu nó sẽ giúp đáp ứng đủ cái lượng sắt cần thiết cho cơ thể mẹ trong quá trình mang thai. Đó. Cái này nó cũng có hàm lượng acid folic cao như viên bầu vậy đó. Nên là khi mẹ bầu mà ăn không được thì sẽ uống bổ sung từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 5, một gói một ngày. Từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 7, 2 gói một ngày. Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 9, 3 gói một ngày. Tại sao nhiều người bán sữa bầu thì các bạn là ngày uống 3 gói, bà mẹ thiên địa. Chỉ nói cho người ta uống cho nhanh dầu. Bà bầu không cần uống quá nhiều. Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3 thì bản thân trong cái viên bầu này đủ chất rồi. Trừ khi con của các chị ấy nó phát triển nó to hơn người thường thì mình mới phải cung ứng thêm. Còn đâu thai kỳ mà mình đẻ cỡ 3 kỳ rưỡi đến 3 kỳ 9 thì không lý do gì chúng ta phải uống quá nhiều thứ. Còn sữa bầu cũng vậy. Nếu như mà con của mình á, mà nó mình không ăn được thì mới cần uống sữa. Còn các chị mà ăn được thì em không khuyên các chị mua sữa bầu làm gì. Mình không có cái gì cung ứng cho cơ thể người mẹ bầu tốt bằng sản phẩm tươi. Ở đây là gì? Cá, tôm, thịt, rau, củ và trái cây. Các chị nên ăn gì trong khi mang bầu? Rau cải xanh. Em mua bổ sung bầu cho các gì đây? Đọc chả thấy comment gì cả. Em mua sữa bầu bổ sung cho con, hỗ trợ chị Trang thấy yên tâm. Em mua mọi người phải nhớ nhá. Cái gì thì không biết, riêng Nhật không bao giờ giảm giá. Ở Việt Nam có rất nhiều người bán rất giỏi. Con chuột nó chạy từ ngoài vào. Mạnh con chuột.
em sợ chuột các bạn. Ở Việt Nam mà có người bán sữa bầu này 264.000, em xua mấy chị luôn. Sữa bầu này mua tại Nhật 285.000 chưa có phí ship. Em ít khi quảng cáo sữa bầu bởi vì nó quá đắt. Và em cũng không khuyến khích mọi người uống sữa bầu nhiều bởi vì nó quá đắt. Vì trong mấy dòng sữa bầu chỉ có cái sữa bầu này này. Trong các loại sữa bầu thì chắc chắn 100 phần nghìn, 1 triệu phần triệu, chưa có một bà bầu nào uống sữa bầu này mà béo cả. Nó chỉ vào em bé thôi. Nhưng mà tại sao cũng chỉ khuyên các chị là chỉ khi nào các chị bị nghén, các chị ăn không được, hoặc các chị công việc quá nhiều, làm việc thêm về khuya quá nhiều, các chị mới uống thêm sữa bầu cho con. Còn mình ăn được như con heo, chả lý do gì mình phải uống sữa bầu. Các bà quê các bà cứ mua cho tôi cá lóc đồng, lươn đồng, tôm tép đồng, cua đồng, các bà xay lên nấu canh ăn mẹ tuyệt cú mèo, chả thì chỉ uống thêm canxi. Còn nhiều bà lười như ma, ăn thì không ăn, mình cứ uống mọi thực phẩm chức năng, nó không quá tốt đâu, nó làm mình táo bón đấy. Nên là mấy bà nhớ dùm em là chỉ khi nào mình cảm thấy hôm nay mình đi ăn bún đậu mắm tôm, ăn bún chay nó không có nhiều chất, mình về mình uống thêm gói sữa bầu. Còn hôm nay mà đi ăn với chồng, ăn con cua con ghẹ, ăn bát cháo hầu, thôi khỏi má, uống chi cho tốn tiền. Nên là mấy chị ấy, mình đừng nghe mấy con bán hàng nó bảo mình nốc cho cố vô, mình táo bón chết mẹ mình luôn đấy. Ngày xưa mỗi ngày em ăn một bát rau cải trần bắp lùa. Con kiến đẻ ra 3,5 cân. Mang thai mang nặng 9,2 cân. Chị Trang có sữa gì cho bé lúc mới sinh? Chị nói ân quê này, em muốn mua sữa cho trẻ sơ sinh. Thì chị hỏi là sao em không cho con em bú trực tiếp. Chị không bao giờ khuyến khích các mẹ cho con bú sữa công thức làm gì cả. Không có gì tốt bằng sữa mẹ. Trừ khi em bị những vấn đề về nang vú, em không thể cho con bú. Lúc đó em nhắn tin chị tư vấn sữa sơ sinh cho em, thì nhân viên chị sẽ cho số trực tiếp của chị. Còn nếu như em cho con bú được thì không lý do gì em mua sữa ngoài. Còn em muốn làm sao để cho sữa nhiều, em mua sâm nghệ mật ong. Mỗi ngày em múc cho chị 2 cái muỗng nhỏ này, pha đầy một cái ly nước ấm sáng ra uống. Sâm nghệ, nếu có điều kiện cứ uống sâm nghệ mật ong, vừa khỏe, phục hồi sau sinh, cơ thể khỏe, cường tráng như chị, thì mẹ chị khỏe như một con trâu. Nhưng mà nếu những chị nào không có điều kiện kinh tế thì em khuyên mấy chị đi mua hộp sữa bò ông Thọ hoặc hộp sữa Phương Nam. Một ly nước này các chị đổ tương đây sữa này, tương đây sữa đặc nha. Sau đó các chị sáng ngày ra tương đây này, tinh chất bột nghệ các chị khoáng lên, sữa ông Thọ với tinh chất bột nghệ, uống như vậy thôi, uống ít tinh chất bột nghệ thôi. Buổi sáng chỉ cần một tí tí đấy thôi, cái thìa trắng trắng ăn sữa chua đấy, nửa thìa mỏng ít thôi, pha nó vàng vàng cái ly này, uống sữa ông Thọ hoặc sữa Phương Nam là gọi là sữa bò đấy, vì ly nước ấm gọi sữa về. Đừng tốn kém, đừng nghe mấy con mẹ điên quảng cáo tại sao chị lại không bán sữa ngũ cốc. Thực tế đơn giản, nhập một nốt nhạc vẫn bán, nhưng mà mình muốn các mẹ tập trung bổ sung những vitamin cho cơ thể mình, cho con. Còn cái gọi sữa về, cái này ông bà làm rồi không bao giờ sai. Và tôi, hai cái vú to như hai cái đầu của đàn ông này này, tôi uống sữa bò nóng một ngày 3 ly sáng trưa tối, và ăn chín uống sôi, uống nước nóng khắc sữa về. Đừng uống nước nguội, cấm uống nước đá, không uống nước chua, không uống chất có ga, không uống chất tạo màu, không trà sữa, trà xiết gì cả. Uống trà vàng. Mấy bà cứ nghe tôi, đừng có đi mua mấy cái sữa mẹ gì cả, mệt mỏi. Cứ mẹ
ông cha mình bảo mình uống cái gì đấy, tinh chất nghệ cộng với sữa bò à? Ok ra. Còn mua gì nhắn tin nhà tôi. Đây là me đá. Me đá. Ok ra mấy bà. Có bầu sau sinh nên ăn cải xanh, là cải ngọt á. Ăn su hào, ăn đậu que. Nói chung là những loại rau nào cái màu xanh đậm là xanh diệp lục. Đó, ăn nhiều những loại rau xanh. Đừng nốc ba tô cơm như mấy má, con lại mấy má. Mấy má mà nốc cơm cho lắm vô. Mấy má như con lợn. Người một giường thịt kinh bỏ mẹ. Ăn rau xanh dùm tôi, thèm cũng mày chịu. Nên ăn nhiều cá, hạn chế ăn nhiều thịt lợn nha. Khuyên, em khuyên chân thành, các chị ở biển là có nguồn cá biển cực tốt cho cơ thể. Cứ ăn cá hấp lên là tốt nhất, đừng ăn cá chiên thì phải béo lắm. Ăn ví dụ ở đồng, ở quê, ở miền dậu ruộng đồng, các chị ăn cá lóc, ăn cua, ăn ốc, ăn lươn, phải ăn lươn ngon lắm. Lươn là đồ mát mà, hàn lươn mà mát, con mình uống sữa nó cũng mát. Đừng ăn thịt lợn nhiều mấy má, đừng có thịt kho trứng. Tổ sư ăn thịt kho trứng thì người như một con heo. Ôi dồi ôi, u là trời. Tôi đang nói tôi đấy. Hôm qua tôi làm món thịt kho trứng. Nhà có bệ, có một cái gọi là thố dưa chua đấy Hân à. Ăn 3 bát chứ mấy đâu. Sáng nay chạy bộ. Lòi le. Mua gì nhắn tin nhà em nha. Em ngồi thở một tí đây. Đang đeo cái latex ở người thở không nổi. Mệt gần chết.